Trước tiên thì em xin phép đi qua một số những giò phi điệp. Những giò phi điệp chỉ hơn 100.000. Và đây là những giò phi điệp với mặt hoa cực kỳ là đẹp. Hàng này thì ra là em lấy lô hàng này của một chú ấy chuyên chơi hàng hoa. Và so với thị trường bây giờ thì giá phi điệp thường cũng như là hàng hoa nó cũng giảm sút. Nên là người ta cũng có nhu cầu là thanh lý, giảm bớt những cái hàng ở trong vườn đi. Bởi vì số lượng phi điệp nhân giống lên rất là nhiều rồi. Và đến thời điểm bây giờ thì rất là ít nhà vườn người ta có thể là cắt ươm kỳ phi điệp, những cái dòng phi điệp thường ạ. Nhưng đây là những cái chậu mà người ta rất là tỉ mẩn, người ta ghép. Em nói sơ qua, ví dụ như một chậu như thế này, những cái vỏ thông ạ, chú xử lý rất là kỹ càng. Ngâm thuốc rồi, ngâm nước rồi là luộc vỏ thông trước khi người ta trồng này. Và thứ hai là giá thể này, rồi là chậu này, đó, móc này rất là chắc chắn. Và đặc biệt hơn là đang bón cả phân thông minh. Đấy, đây là những chậu trồng là để chơi tác phẩm ấy. Nhưng mà do cái nhu cầu người ta quá nhiều nên hôm nay người ta thanh lý mà giá rất là rẻ các bác nhé. Một chậu thuần này cũng phải key 52 rồi, thậm chí có cây key 53 rồi ạ, mà chỉ có hơn 100.000 thôi, rẻ. Cái giá ngày xưa để mua một cái key phi điệp nó rất là đắt đỏ, không như bây giờ. Nên là để nói những bác mà bây giờ mới du nhập vào giới chơi lan ấy, mình chơi những dòng phi điệp như vậy nó vừa rẻ vừa đẹp. Và cái mặt hoa thì rất là xứng đáng cho mọi người sưu tầm. Ở trong đây thì có rất là nhiều mặt hoa khác nhau nhưng mà không thể nào nhớ hết được. Chú chỉ gửi cho em tổng hợp cái mặt hoa thôi nhưng không biết là chậu nào. Nhưng đảm bảo các bác là mặt hoa nào cũng là mặt hoa xuất sắc để giữ lại. Còn những cái mặt hoa thường thì thường là người ta bán, người ta không mấy nhân kỳ đâu ạ. Em lên cho mọi người lần lượt từng chậu như sau. Giá cực kỳ là rẻ nhé. Cái này thì đây Hà Tĩnh có mặt hoa đẹp. Cái này, đây cái giò Hà Tĩnh có mặt hoa đẹp. Cái này thì em cũng không rõ chính xác đâu. Nhưng mà đây là những cái cây mà nhập nguyên từ vườn, người ta để tem như thế ạ. Đây ạ. Đây 1, 2, 3 khóm này. Mầm kỳ lên rất là dài, có 130.000. Quá rẻ cho một giò phi điệp đẹp. Ngày xưa mua một cái kỳ con kiến nhỏ xíu rồi đã 200.000 rồi. P2 160.000 nhá. Mã P2 160.000. Đây ạ, 2. Em quay cho mọi người sơ qua mọi người xem nhé. Riêng chậu vỏ thông các thứ xử lý giá thể rất là kỹ càng, về các bác khỏi lo. P3 giò này 120.000. Đang lên mầm gốc cả 4 thân thắt ngọn rồi. Mã P4 140.000. Rất là đẹp. Giò này mà chăm tớt với cuối năm nó phải dài 5-60 cm. Mà bao nhiêu cái mầm gốc này, 140 này. Giò P5 cũng 140.000. Không giò nào giống như giò nào, mặt hoa có thể là khác nhau. Toàn hàng hoa đẹp thôi. P5 140. Mã P6 101. Giò này thân cũng khá là tía này. Cái này đầu có một cái thân này nó thắt ngọn nhưng vừa rồi vận chuyển từ vườn xuống nó bị chạm, nó gãy mất một tí thôi. Nhưng thân nó thắt ngọn nó không ảnh hưởng gì nên giò này em bán 101. Móc chậu rồi các thứ. Giò tiếp theo P7 150.000. Thấy ghi ở đây là mắt cua, không biết là ở mặt hoa như thế nào đây. 150.000. Giò này mầm gốc điện dài. P8 cũng 150. Đấy. P9 150.000. Giò này cũng 150. Đây cũng ghi ở đây mắt cua đây. Quá rẻ luôn. P10 160.000. Cái giò này 2, 4, 5 mầm gốc thì lực thật đấy, nó thật sự. Và hai cái thân thắt ngọn. P11 130.000. 130.000 ạ. Phi điệp giá rẻ.